Này Mạnh thì chưa thể giúp được ông đâu nhỉ. Đây đây chú vắt cho nào. Cái này đúng không? Đâu không ông? Đâu đâu. Không đâu nữa. Thế là chắc là bị thật đấy nhỉ ông nhỉ. Ông, mày nạp lắng hơi đi em ạ. Hả? Nhập vào đây à? Đúng không ạ? Nào vào đây. Đây, hộ ông... đây này. Này làm cho chú này. Để ông mới khỏi ốm hơn chứ. Ông ốm rồi đấy. Bấy đi hứa bé à? Đi ra kia này. Thế tí một tí là chiều lại đi hả ông? Lại đi làm giấy kia à? Ngồi đây này, đèn đèn hết rồi ông đây này. Đấy, ông bảo là không bị đau một chút nào đâu các bác ạ. Đấy, chó bé lấy xúc xích đi rồi. Cũng mỏi tay hết đấy ông ạ. Mỏi đi. Sáng làm nó muốn bọc nó. Ông co co tay một tí. Đấy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô bác thân mến, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có một cái phần quà của bà Mai Phong. Bà có gửi cho cháu Lực là 500.000 và trong đó thì là 100.000 thì cho cháu Lực làm kinh phí đổi sang đi lại. Còn 400.000 thì cho cháu Lực mua gạo xuống cho hai ông cháu. Tại hôm nay thì cháu Lực là mua gạo xuống là một bao luôn cô bác. Chỗ này thì là 30 cân cô bác ạ. Chỗ này là 30 cân gạo. Gạo cháu Lực ở trên cháu Lực bán thì người ta bán là 170.000 một cân cô bác. Và kèm theo đó thì lấy thêm là 5 tấm nóc nữa để mà một tí nữa cháu Lực sẽ lập lại cái chỗ mà hôm nọ cháu Lực làm cho hai ông cháu cô bác, để cho hai ông cháu lúc nào mà trời mà gió to quá thì không dám ở nhà bên dưới thì sẽ lên trên cái lán để mà ngủ một để mà ngủ qua cái trận mưa trận báo của bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực đang đợi ông để mà lên cùng cháu Lực vận chuyển gạo với lại tấm nóc này xuống một chút cô bác ạ. Thì ông thì đang ở tận xuống dưới kia. Từ dưới kia đến đây thì tốc độ đâu đó là tầm 20 phút cô bác. Xuống dốc thì có vẻ là nhanh hơn, còn là lên dốc thì sẽ chậm hơn cô bác ạ. Tháng trước thì bà cũng có gửi cho cháu Lực là 200.000 để mà mua gạo cho hai ông cháu. Và tháng này thì lại bà lại tiếp tục chuyển cho cháu Lực, bà Mai Phong lại tiếp tục chuyển cho cháu Lực là thêm là 500.000 nữa. Ở đầu video thì cho cháu Lực cũng xin được thay mặt là ông với lại em Mạnh gửi một lời chúc sức khỏe tới bà Mai Phong. Chúc bà cùng gia đình luôn luôn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều điều may mắn hơn nữa. Và trong thời gian tới thì là rất là mong bà sẽ đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác, những cái hoàn cảnh mới mà cháu Lực đi chia sẻ. Ở trên vùng cao thì còn rất là nhiều những hoàn cảnh mà còn khó khăn cô bác ạ. Hầu như là ở trên vùng cao thì đa số người đồng bào vùng cao thì gọi là tất cả cái phần kinh tế của các cô các bác ở trên vùng cao này thì hầu như là nhờ vào phần ruộng nương hết rồi cô bác.
Nếu mà ruộng nương vụ này mà không có chăm tốt thì chắc chắn là sang năm sau thì sẽ không đủ gạo, không đủ thóc để mà ăn, hay là mất mùa thì sang năm sau cũng không có đủ gì mà ăn, thì gia đình thì sẽ vất vả hơn. Còn những hoàn cảnh mà cháu được đi chia sẻ thì là những hoàn cảnh mà khó khăn hơn, còn là éo le hơn. Có những hoàn cảnh thì là hai ông bà cụ già rồi không có con, còn là có những hoàn cảnh thì là bố thì mất đi và mẹ thì cũng bỏ đi. Còn đặc biệt là hoàn cảnh của em Mạnh này, cô bác này mới có 5 tuổi thôi, hiện tại thì đang ở với lại một người ông. Ông thì năm nay cũng được là gần 60 tuổi rồi cô bác ạ. Bố của Mạnh thì đang bị lừa sang bên Campuchia. Hiện tại thì cháu Lực cũng biết một chút thông tin rồi đấy, nhưng mà do là nó còn rất là nhiều những cái trường hợp nó xảy ra, cho nên là cháu Lực chưa có dám thể nào mà đi quyết định vội được. Cũng có một anh ở bên Campuchia, anh chị đấy thì cũng đã bên đấy làm rồi, thì cũng theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên, và có ủng hộ mua ủng hộ gian hàng của cháu Lực nữa, cho nên là cũng gọi là biết là nhà cửa ở đâu. Và anh thì cũng có ngỏ lời là hiện tại là muốn giúp cháu Lực để đưa được bố Mạnh là đi về ấy cô bác đấy. Nhưng mà trong đó thì hiện tại là vẫn còn cái tiền mà nếu mà để mà đưa được bố Mạnh về thì cũng một số tiền là khá là lớn cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ cân nhắc thêm một thời gian nữa để mà làm sao mà có thể giải cứu được bố của Mạnh về không. Cũng có ở trên bình luận cũng có rất là nhiều các cô bác anh chị có nói với cháu Lực rằng là cho cháu Lực liên lạc với lại anh Phong Bụi đấy cô bác. Thì ở đây thì cháu Lực cũng đã đang hiện tại là cháu Lực đang liên lạc rồi, nhưng mà chưa thấy anh ấy trả lời cái tin nhắn và tin nhắn của cháu Lực cô bác. Ở đây thì cháu Lực gọi cho anh lời cả tin nhắn Gmail này, gọi cả số điện thoại này, tất cả mọi cái. Có những lần thì là không có bắt gặp anh điện thoại này, có người nhà của anh điện thoại thôi. Anh thì cũng bận rất là nhiều việc, cho nên là cũng không thể mà nghe điện thoại của cháu Lực được rồi cô bác. Cháu Lực cũng mong sao là thời gian tới thì có một cái tin gì đấy nó xảy ra, hay là một cái điều kỳ diệu gì đó nó xảy ra đến với lại bố của Mạnh, giải cứu được bố của Mạnh về đoàn tụ với lại ông này, với lại thêm là em Mạnh nữa. Rất là mong các bác sẽ cùng chung tay để mà giúp hoàn cảnh của hai ông cháu, cũng như là có thể là nếu mà được đấy cô bác, ở đây thì cháu Lực gọi là nếu mà được thôi, nếu mà như mà về được ấy thì rất là mong các bác sẽ giúp đỡ cho bố của Mạnh làm sao mà quay trở lại được về với lại gia đình của bác nhá. Ông thì đến dưới kia rồi, bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi ông thêm một chút nữa. Năm chỗ đây thì 5 tấm, thì một tấm thì nó cũng rơi vào tầm độ là 5 cân rồi đấy. May là từ trên kia xuống thì còn là lai được xe máy, chứ không là nếu mà không có đường xe máy thì thật sự ra thì phải vác bộ từ trên kia xuống, rất là một đoạn đường rất là xa của bác ạ. Đường thì từ trên kia xuống thì hầu như là bà con là tự đào cả đó cô bác, đào để mà lấy xe được vào để đến gần nhà thôi. Ví dụ như là nhà của bố của Mạnh đi cô bác này, xe thì để xe để đây làm một cái lán nó nhỏ như này. Trước cháu Lực còn tưởng là chỗ này là làm chuồng gà đấy, nhưng mà còn nhà thì được nằm ở tít xuống dưới kia này cô bác này, tít xuống cái hủm dưới kia, thành ra là xe máy thì không có thể mà đi xuống được. Nếu mà để đào đấy thì thật sự ra nó rất là đi xuống này nó rất là dốc cô bác ạ. Biết là hôm nay là Mạnh có ở nhà không ấy. Hôm nay là ngày thứ 6 và cũng có thêm là rất là nhiều những cái điều mà cháu Lực còn muốn nói với lại ông nữa. Trong thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã hỗ trợ cho hai ông cháu để mà có một cái ngôi nhà rồi. Hiện tại thì cái phần kinh phí thì cũng đã gần được là 100 triệu rồi cô bác. Đấy, tuy nhiên thì 100 triệu thì cháu Lực còn phải là xem thêm thời gian nữa. Rất là nhiều các cô chú anh chị nói rằng là lên trên để mà xem đất, thì là cháu Lực cũng đang tham khảo ở trên đấy để mà xem là có cái mảnh đất nào mà nó tiện không để mà mua cho ông với lại em Mạnh. Cũng có thể là ở trên kia thì phần làm ruộng thì nó sẽ hơi xa xôi một chút cô bác, nhưng mà ở đấy thì cũng có nó cũng có tiện cho hai ông cháu rất là nhiều. Sau này thì nếu mà Mạnh lớn lên thì có thể là đường xá mọi cái thì nó sẽ gần hơn. Quyết Mạnh đi đâu rồi Quyết?
Mày đi chơi rồi à? Không nhà quyết à? Hả? Hay là đi học rồi? Quyết chắc trốn học rồi. Lấy bánh không? Ăn bánh không? Mày này. À thôi ạ. Bánh ạ. Đây. À, đây, chú cho này. Cháu xin. Rồi, đây. À. Mạnh thì đang ở dưới nhà không? À, Mạnh đang ở dưới à? Vâng. À, lên từ trên dưới kia lên thì đi chắc là tầm hội 30 phút rồi đấy ông nhỉ? Vâng. Dưới kia lên đấy. Ở New York. Vâng, ông gửi một lời chào tới tất cả các bác ở trên kênh không nhá. Vâng. Tôi xin chào các bác, các chị. Hôm nay thì ông ở nhà làm gì không? Hôm nay á? Vâng. Ở nhà rồi. Đi chiến lấy vừa về đến rồi. À vừa về đến à? Chứ liệm làm cái gì đâu. À, đấy là hôm lọ thì còn thiếu tấm nóc ấy thì là cháu đem lên cả tấm nóc cho ông nữa. Và thêm cả gạo nữa. Cái gạo thì là được một bà là gửi cho ông. Thế thì một tí bà nào gửi cho thì cháu sẽ nói sau nhá. Bây giờ thì hai ông cháu mình đi ông nhá. Cái này thì nhẹ hơn ông vác Pro nhá. Còn cái này thì nặng hơn. Cháu thì thanh niên thì có sức khỏe hơn. Mạnh, Quyết có đi nhà Mạnh không? Đi, thế đi. Hãy đi trước đi. Mấy hôm nay ông không đi tìm được việc gì ở ngoài làm mà ông? Không đi à? À, ông bị ốm rồi à? Ôi dồi. Vâng. Có vẻ như là trong thời gian vừa rồi thì mưa có bác, thành ra là ông đi bị dính mưa rồi. Bị được mấy hôm rồi ông? Được 2 ngày rồi à? Vâng. Cháu chưa tìm thấy đâu ông ạ. Vâng. Thì không thấy không? Hôm qua xuống dưới nhà của ông ấy thì bị rơi mút một cái mic ở đây này của bác này. Không biết là đi đâu rồi. Chắc là nó đang rơi ở chỗ nào đấy, thành ra là chưa tìm thấy. Thế là lá cây nó che đi. Từ hôm nọ lập tới bây giờ chưa hôm nào mưa không nhỉ? Vâng. Ôi giời ơi. Ôi, nếu như ở trên đường kia có nhà nào mà người ta bán đất ấy, thì chắc là nên lên trên tìm để ở đấy ông ạ. Trên đấy này thì xa xôi quá rồi. Đắt lắm á? Và bao nhiêu mét ông? Ồ. Mấy bao nhiêu mét là 60 triệu à? Vâng. Là ở gần đường quốc lộ to kìa ông. À gần nhà trường kia à? Vâng. Vâng. Thế là ông cũng hỏi, ông cũng tìm sơ qua rồi à? Vâng. Bây giờ thì rất là nhiều các bác ở trên kênh nói ấy. Thì là có thể là ông làm ở đây một cái nhà nhỏ nhỏ ấy, xong mà lên trên nếu mà được ấy, xem là đất rẻ thì mua ở trên đấy làm nhà cho ông ở đấy thì nó sẽ tiện đường Mạnh đi học hơn. Vâng.
Vâng, tiện đường mọi cái nữa. Vâng ông. Ôi, cái gì vừa rơi đây sao? À, quyết rồi chân nữa. Dưới kia là có phải của ông trồng không? Cái kia kìa. Cái cây độc kìa. Không phải đâu à? Thế là ruộng này là không phải là của ông vậy à? Vâng. Ông cứ đi đi. Đây thì bây giờ là hai ông cháu mình lập lên lo ông nhá. Bây giờ con cháu bé ông có một con cháu bé này. Đây. Cho lấy gạo để tạm đây đã. Chỗ này thì là ông có thể là làm bếp ở đây được không nhỉ? Làm một cái giường nhỏ nhỏ ở đây cũng được. Ở nhà dưới này thì bây giờ thì gió báo lớn về thì là ông không có dám ngủ ở trong đâu các bác ạ. Đổ luôn cả cột đấy, cột nó nhỏ quá. Vâng. À, thấy Mạnh là ra kia rồi. Rồi, chắc là vừa đi đâu về sao đấy các bác ạ. Ra đây, chú đây xúc xích cho này. Ra kia ông là để làm cái gì không? Kia ông qua đi lấy giấy nộp trường, ông bảo đấy giấy xịt tiền cái gì đấy. À, đấy là nộp vào lớp 1 đúng không? Vâng. Đấy, Mạnh thì năm sau là lên lớp 1 rồi cô bác ạ. Ừ. Bây giờ thì ông cháu mình tiện thể là người đang toát mồ hôi thì trèo lên trên này để mà lập luôn ông nhá. Vâng. Cái này là đặt lên trên là không phải là đóng đinh đâu ông ạ. Vâng, không đóng được. Đúng rồi, cái này thì là tại vì là bây giờ nó thấp ấy cô bác thì không sợ là nó bị bay pro đâu. Còn những cái chỗ mà nó sợ nó bị bay thì thí dụ như ở phần hàng bên này này thì là hôm nọ các anh cũng là đóng pro hết rồi, à đóng đinh rồi, đóng đinh nhưng mà không có đóng gọi là đóng nhiều cho lắm cô bác. 10 tấm là một đinh. Ăn lúc xích không? Mạnh ơi. Hả? Đây. Đây lúc xích cho này. Đây này. Ôi còn nhiều 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 ạ. Mày đi đâu về đấy? Ra đây xem nào. Ra đây chú xem nào, ra đây nào. Ra đây nào. Mày đi đâu về ấy? Đâu, ra đây đứng. Đi nhà bà về à? Ờ. Ôi giời, mặt hôm nọ là bị làm sao đây chỗ này ấy? À. Thế là đây này, chú xem nào. Ôi giời, lên lớp này cô bác này bị các bạn là đánh đấy, cào đấy, nào không được để tay vào trong mũi nữa. Ăn xúc xích không? Ăn xúc xích không? À, nào khoanh tay chào con các bà đi. Chào các bà. Ôi, con tên là gì? Mạnh. Tên là Mạnh à? Năm nay được bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi rồi à? Đây xúc xích này. Ăn không? Ăn. Đây xin đi. Xin chú. Rồi đây. Đấy. Rất là ngoan của bác ạ. Mạnh ấy. Hôm nọ thì đi học ấy bị là bạn cào mặt, là đánh vào mặt đấy. Bạn nào có nhớ không? Có biết tên không? Nguyệt đấy. Hả? Nguyệt à? Bạn Nguyệt là đánh à? Làm sao mà bạn đánh? Mời chú xem nghe làm sao bạn đánh. Nói cho chú xem nào. Không cho về nhà. Nó chấn đường, nó về nó lấy tay nó cầu. Ôi dồi, thế nói với cô giáo chưa ông? Chưa nói à? Thế Mạnh đã biết nói với cô giáo chưa? Chưa. Chưa à? Phải bảo cô giáo chứ.
đi học là bạn là chặn, cả là không cho về nhà, là đánh, nên các bác không biết là trẻ con là có cái gì không đấy, nhưng mà thấy mạnh như này là bắt nạt như thế là không có được các bác ạ. Ăn đi, ăn xúc xích đi. Đấy, ăn xúc xích xong là cùng ông làm ở trên này. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Trèo được lên trên đúng không? À, cái này là trâu đụng chúng à? Cái này úp và để trên trên nóc luôn không ạ? Này, ông đi chỗ nào mà nó có cây ấy? Chỗ đây có cây không không? Ông ở bên này nhá, ra tít đầu bên này ông nhá. Đây ông ơi. Ông xếp từ đây. Đây không? Hai tấm luôn đấy ông nhá. Hai tấm luôn đấy. Ông trèo lên hẳn hẳn trên đi ông. Ăn bánh rồi à, hả? Ừ, ăn đi. Xịt hôm nọ đi học là bị bạn bè người ta gọi là đánh ấy cô bác. Thế là mạnh kể cho chú nghe xem nào. Bạn hôm nọ này còn nhớ bạn nào không? Bạn nào? Nguyệt là nó to lên, bạn Nguyệt. Nguyệt. Thế là mấy đứa đi lên lớp là bảo với cô giáo là bạn Nguyệt đánh nhá. Rồi. Vừa đủ đúng không? Tấm lọ thì bảo là 4 tấm ấy, nhưng mà cháu lấy dư ra là 5 tấm. Đây, còn là về cái phần mua pro này cô bác này, thì là cháu Lực sẽ trích cái tiền của quý chị hai chị Nguyệt Thí ra là để mua cho ông, thì cháu Lực sẽ không có trích từ cái quý mà làm nhà ra nữa. Đây, bây giờ để cái này thì mưa nó không bị dột vào trong này, được chưa ông? Được rồi à? Vâng. Lấy dép cho ông. Đi lấy dép cho ông đi. Lấy dép cho ông là đi vào đường này. Đấy, đi xuống. Đấy, một tay ông Hà Nội lớn đến bây giờ đấy các bác. Sang năm sau thì đi được vào lớp 1 rồi. Mày có vác được gạo này vào nhà không? Hả? Đấy, vác được gạo này vào nhà không? Nói, không được lắc đầu, có vác được không? Không được đâu à? Thế đi vào đi, để anh vác, để chú vác cho. Ông vác luôn à? Cái pro này còn dư ra thì ông để chặt đấy được không? Đấy này, hay là ông để chặt chỗ nào đấy?
Chỗ này thì là làm mấy một cái ở đâu nấu cơm thôi. Vâng, thế thì cho nó ra hẳn bên kia không? Vâng, đấy. Bên kia đi một tí. Vâng. Đấy, đi 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 vào nhà đi. Đấy. Thế là ông với Mạnh là ăn cơm chưa ạ ông? Cơm sớm, cơm sáng một tí à? Cơm sáng rồi à? À thế là tí rồi tầm mấy giờ thì mới lại ăn cơm? 12 giờ. Mấy ông thì vừa bảo là bị ốm đấy cô bác ạ. Bị được 2 hôm rồi không? Vâng. Như kiểu là bị cảm ấy nhờ. Bị cảm nữa. Đấy, hôm nay thì là cháu lại mua trong là thêm là gạo ông nhé. Vâng. Đấy, chỗ này thì là được bà Mai Phong là bà là mua cho ông. Đấy, hôm nọ thì là bà cũng mua cho ông là 10 cân rồi. Đấy, đến tháng này thì lại bà lại tiếp tục là mua cho ông thêm là gạo nữa ông nhé. Vâng. Rồi. Thế là gạo ông thì bây giờ là còn nhiều còn ít đấy ông. Như đây còn 2-3 ống rồi. Còn 2-3 ống rồi à? Cái gì đâu. À. Cái kia là sân bấm cho gạo. À. Đấy vào trong ngồi trong cái ngôi nhà mà nhỏ nhỏ như vậy cô bác này. Ở trong thì còn rất là nóng. Ở trên này thì chỉ lợp bằng bạt thôi. Còn ra cái chỗ phần mà cháu Lực đang đứng đây cô bác này. Cái chỗ này là chỗ của hai ông cháu ngủ. Cho nên là dùng bằng cái tấm pro mỏng. À cái tấm tôn mỏng ấy cô bác. Tôn mỏng là để mà lợp. Cho nên là ngồi xuống là rất là nóng. Nóng là nóng lắm. Vâng. Đấy, ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong ông nhé. Bà là mua gạo cho hai ông cháu để mà ăn tháng này. Tôi xin chào bà Mai Phong mua gạo cho tôi. Tôi cũng mừng lắm rồi. Tôi cảm ơn nha. Tôi xin cảm ơn chị nha. Ông chúc bà ông chúc bà sức khỏe được không ông? Chúc bà sức khỏe. Chúc bà chị mạnh khỏe nha. Chúc sức khỏe mạnh khỏe nha chị nha. Tôi xin cảm ơn nha. Đấy, Mạnh thì bây giờ ngồi khoanh chân vào. Đấy, ngồi khoanh chân vào. Khoanh tay nữa. Xong là cảm ơn tới bà nhá. Bà mua gạo cho Mạnh nhá. Rồi. Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Đã mua gạo cho con với ông. Đã mua gạo cho con với ông. Con mang ơn. Con mang ơn. Bà. Bà. Đã gửi gạo cho con. Đã gửi gạo cho con. Con chúc bà. Con chúc bà. Và gia đình. Gia đình. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn ạ. Con cảm ơn ạ. Đến thứ hai thì là ông lên bảo với lại cô giáo ông nhá. Đấy, bảo với cô giáo là Mạnh hôm nọ là bị bạn thấy bảo là chặn đường đánh à Mạnh bảo ấy. Thế là chặn ở đâu? Con gái hay là con trai đánh Mạnh? Con gái. Con gái thôi à. Bạn thì lớn tuổi hơn Mạnh không hay là bằng tuổi với Mạnh? Lớn tuổi hơn. Lớn tuổi hơn không? À. Lớn tuổi hơn. Lớn tuổi hơn Mạnh là độ tầm bao nhiêu tuổi? Học lớp 1 đúng không? Tầm 6 tuổi, 6 tuổi. 6 tuổi à, thế là lên lớp 1 rồi. Cũng một bạn cùng mình học mà. À cũng cùng mình học à, thế là chưa. À, sang năm sau thì cái thanh niên này là cô bác này thì đi lớp 1 rồi đấy. Cứ không phải là còn nhỏ tuổi hơn đâu ấy, sang năm sau ấy nào không cắn như thế. Cái này thì để một tí nữa ăn cơm ấy thì là ông để hâm cho nó nóng nóng lên một chút xong là bóc ra ông nhá. Đấy, bóc ra. Đấy hôm qua thì cháu cũng đã dặn ông để mà chỉ ông ăn rồi. Đây là mấy hôm nay là ông không làng này thì không có ai thuê để mà làm gì nữa không? Vâng. Thứ hai mới đi làm. Thứ hai đi làm thì ông đi làm cái gì không? Đi bộ củi cho họ. Vậy là vẫn đi bộ củi à? Vâng. Cái công việc của ông thì sau khi mà ở nhà là không có cái gì để mà làm nữa đâu cô bác. Thì đi làm thuê, đi bộ củi này, đi làm rất là nhiều những công việc ở ngoài.
để mà ra được tiền. Một tháng là đóng cho Mạnh là 100 ngàn này, với lại thêm là một tháng là đóng cái tiền ngân hàng của ông là một tháng là 100 ngàn nữa. Nọ thì cháu được có nhận được là cái khoản của anh Thân Vũ là gửi tới cho ông là 600 nghìn, thì không biết là bây giờ cháu được có đủ bây giờ thì không có đủ không bác. Ông thì vừa rồi bảo là bị cảm một chút rồi cô bác ạ, bảo bắt xá cho ông. Thấy ông ra ngồi ngồi đây để cho bắt xá cho. Ông nọ thì có vẻ như là ông đi là bị dính mưa rồi cô bác ạ. Thế là mỗi lần là ốm là ông cho đi ai để cho ai để bắt xá? Tận bên kia à? Ôi ra bên kia nhờ à? Đây ông ngồi đây. Ông ngồi đây để cháu bắt sáng không? Đây. Ờ, thế ông ngồi đây. Này Mạnh thì chưa thể giúp được ông đâu nhỉ? Ra đây chú bắt cho nào. Thế này đúng không? Đau không ông? Không đau đâu. Không đâu đó. Thế là chắc là bị thật rồi đấy nhỉ ông nhỉ? Ông mày nạp lắng hơi đi em ạ. Hả? Nhập mà đây à em ạ? Nào vào đây. Đây hộ ông. Đây này. Này làm cho chú này. Để ông mới khỏi ốm được chứ. Ông ốm rồi đấy. Đấy, đi hứa bé à? Đi ra kia này. Thế tí một tí là chiều lại đi hả ông? Lại đi làm giấy kia à? Ngồi đây này, đèn đèn hết được ông đây này. Đấy, ông bảo là không bị đau một chút nào đâu các bác ạ. Đấy, chó bé lấy xúc xích đi rồi. Cũng mỏi tay hết đấy ông ạ. Mỏi đi. Sáng làm nó muốn bọc nó. Ông co co tay một tí. Đấy. Đỏ ấy. Chỗ này nào ông? Mày ơi! Mày! Ra đây chú bảo! Ra đây! Ra đây! Thế là làm như này thì hay khỏi ông? Khỏi, ăn thuốc không khỏi được không? À, thuốc không đỡ à? Không khỏi à? Không khỏi. Ồ, sao biên giới đâu? Lắng đó, lắng, biến bạc. Bên này nữa thì đây đó, đây là. Đây đúng không? Thấy ông là bị nóng hết người rồi cô bác ạ. Không biết đâu thế nào luôn không? Bị tê hết rồi nhiều không nhỉ? Thấy những lúc ốm đau như này thì Mạnh thì còn bé nữa, không chăm sóc được cho ông, thì ông phải đi nhờ vả người ta để mà vắt xá cho ông. Mạnh ra đây ngồi ấy, ra đây. Mày này mày, mày này, nằm này. Mày à, nằm này, nằm này, nằm bay bay. Tao nào đi nữa bay. Con tặng nào đi nữa bay, về đây. Mẹ, này xe xe này, con tăng năm này. Này năm này. Này. Năm này.
Này bao nhiêu thứ kiểu mà? Này đó mà. Này, nằm này. Nằm này, nằm này, bao nhiêu thứ kiểu mà? Nằm này. Mà đây. Thứ chủ cháu muốn đọc nào. Nằm này đó mà. Ủa muốn nằm này bác chá. Nằm này, nằm xí xí này. Nằm luôn. Đấy, nằm này. Bác sở, nằm này. Nằm này, ọc, quay video mà. Nước vô nhà đi, nhà được coi. Nước cả cái nước thầu. Thế là ốm thế này thì ông còn đi lấy được củi không? Còn đi lấy được cỏ cho trâu không? Tối đi mới được. Chắc tối mới đi mới được à? Mọi người hết rồi. Thôi. Vắt xá xong là nghỉ ngơi một lúc đâu không ạ? Nghỉ ngơi một lúc rồi thì à, lúc đấy thì đi làm gì làm xong. Bên này nữa không? Ừ. Dưới đó cắn nào không? Chỉ lên lên mới nọc nọc thế. Vắt xá này là cũng phải khỏe thì nó mới hết được đấy. Tay phá thế á? Ừ. Thứ hai phá đấy này. Thế là thứ hai. Thế là nếu mà ngày mai là khỏi ốm là đi làm thuê bộ củi à? Nó bảo không có củi. Bảo bố vừa mất hôm nào. Thế là đi bổ trong rừng hay bổ đâu không? Gần nhà. Gần nhà à? Nó trong rừng vác đi nhà nó hết rồi. Nó đi làm một bùi. À hôm nọ ông cũng đi làm à? Thế làm thế thì được bao nhiêu tiền không? Tất cả nó cho 200. Tất cả là cho 200 à? Nó làm bùi. Bùi một ngày xong được không? Không phải không? Thứ ba là đi hái chè tập thể. Đi hái chè tập thể à? Hái này thì ông có đem để đi bán không? Đi bán cho ông Hán mình đi. Đi bán cho ông Hán à? À. À. Tươi nó cho cân. Thế là ông bán khô hay bán tươi? Tươi thôi. Tươi thôi á? Khô thì không làm được không? Làm thì được, phải lấy về nhà. À. Xào xong là phơi. Xào xong lại phơi lên đúng không? Khô lên cũng bán. Hôm ngoái thì bán cho thằng Chi trên này cho cân 80. Cân 80 là khô à? Vâng, khô. À. Tươi nếu mà cân 20 cũng bán được. Ờ. Một buổi thì cũng hái được khoảng 6-7 cân. Một buổi hái được 6-7 cân à? Thế là cũng được 100 nghìn đấy nhỉ? Ừ. Cái gì mày? Hả? Đấy, được rồi ông quay đằng sau đi. Ông quay đằng sau cháu đi. Bỏ, cái đây khai. Đấy là không? Chỗ nào không? Ừ. Chỗ này à? Ừ. Khổ muốn gọn lông mà còn nặng nhá. Hả? Gần ra. Dạ? Ừ. Ui. Ui, mình béo sơn à? Ừ. Ít thần luôn được. Thế có viên giọt cá? Giọt nập chứ túi thả thế. Chẳng đây. Dạ, nào mà nào. Dạ đó, nào ra. Cái xây thằng đí này cứ để ở đâu. Tiếng biết người rồi đấy. Năm vụ, đủ rồi năm thế này đi.
Tím ơi ông ạ. Nó có đấy ạ. Đấy có thêm rau chứ. Chút đấy á? Còn mà lấy cho nó mà đứng bảo có xem thái sầu nó cho là cho cuộc sống tốt chốt. Nó bị cảm à? Ông bị cảm này thì à, mày có thương ông không? Đấy, thương à? Không thương à? Đi đâu? Lấy cái gì? Được không? Đấy. Nào mày ra đây. Ra đây. Ra đây. Họ ông ra bắt xá đây đi. Đấy, ra đây đi. Mày này. Đây, lấy gió này bôi cho ông đi. Đây. Từ nhau nhá, lấy à, lấy cái gió này bôi qua một tí đã. Mũ ông có bị ra này, bôi này. Đây, một tay cầm đi, tay cầm nó xoa này cho ông này, đấy. Này, xương đi. Đấy, đây tay đổ vào tay kia xoa. Đấy, đổ vào tay kia xoa, lấy dầu gió lên bôi à. Tìm hết người rồi cô bác ạ, à. Ông thì chắc là bị cảm nặng rồi đấy. Đấy, mạnh bôi cho ông đi. Này là ta tân lắng hả? Ra đây chú chỉ cho này, sau ông bị thì bôi vô như này nhá. Đấy, bôi cho ông này, đây. Chú đổ vào cho, đấy, bôi như này nhá. Nhưng mà một tí phải đi rửa tay nhá. Đấy, đây, bôi đi. Đấy. Này, cô bác này bị, ông này bị cảm nặng là bị tím hết người rồi. Đấy, bây giờ ông, đây, cháu cho ông thêm cái lọ này nữa để mà ông dùng nhá. Đấy, lọ dầu, cái này là dầu gió rất là tốt ông nhá. Gửi từ bên, nước ngoài sang ấy. Vâng. Thế Mạnh thì thấy ông bị cảm như này thì có thương ông không? Thương ông à. Thế một tí nữa ông mà khát nước thì Mạnh lấy nước cho ông nhá. Nhá. Nhớ chưa? Ông bảo là khát nước thì Mạnh lấy nước cho ông nhá. Đây nhìn ra đây. Đấy. Rất là nghe lời ông của bác Mạnh nhá. Thế bây giờ ông đi nằm đi ông. Đấy có lẽ là bây giờ thì cháu Đức bảo ông là đi nằm một chút cô bác ạ để cho khỏe người đó. Đây, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác để ông đi nghỉ một chút. Vâng. Xin chào các chị các bác nhá. Xin chào. Biệt tôi mệt quá nằm một tí. Đấy. Vâng ông, ấy ông đi. Vâng ông đi nằm một chút đi ông. Đấy. Nào Mạnh ra đây. Đấy. Khoanh tay vào chào tạm biệt các bà đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye. Nhớ nhá, tí chú dặn nhá là ông khát nước thì là Mạnh lấy nước cho ông nhá. Rồi. Đấy. Còn có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bye bye.